Đoàn giám sát tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó đoàn giám sát chủ trì đã có buổi làm việc với Thành ủy Long Khánh về thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quy định số 30 ngày 5 tháng 7 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và kế hoạch số 88 ngày 28 tháng 10 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu. Đánh giá tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát cho rằng, thời gian qua Thành ủy Long Khánh đã triển khai quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các nội dung trên, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động trong học tập, làm theo Bác, trong nêu gương của cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, đồng thời góp phần giúp đảng bộ thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Thành ủy Long Khánh cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung trong kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đảm bảo cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trách nhiệm cán bộ đảng viên các cấp về tinh thần thái độ phục vụ Tổ quốc và nhân dân, tăng cường công tác kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân đối với cán bộ đảng viên trong thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.